Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao, và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Paul Pogba tuyên bố muốn chơi cho Real Madrid. Man United ra quyết định cuối cùng cho mục tiêu 45 triệu. Trụ cột Man United khiến đội bóng ngồi trên đống lửa, và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đón xem. Paul Pogba tuyên bố muốn được chơi cho Real Madrid. Tiền vệ Paul Pogba mới đây đã khiến người hâm mộ Man United cảm thấy vô cùng lo lắng khi công khai thừa nhận muốn gia nhập Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ. Ngôi sao người Pháp Paul Pogba đã tiết lộ mong muốn được khoác áo Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng với Man United. Cựu sao Juventus khẳng định việc được chơi bóng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giống như một giấc mơ dành cho sự nghiệp của anh. Hợp đồng của Pogba với MU sẽ chỉ còn thời hạn 10 tháng và tiền vệ 27 tuổi đã thừa nhận rằng giám đốc điều hành Erling Haaland đã không có ý định gia hạn hợp đồng với mình. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ Đỏ đang vô cùng bất định về tương lai với động thái từ ban lãnh đạo đội bóng. Đây đang là thời điểm Pogba tập trung cùng đội tuyển Pháp, và trong buổi phỏng vấn mới nhất, ngôi sao MU đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi cho biết: "Vâng, tất cả các cầu thủ bóng đá đều thích khoác áo Real Madrid. Đó là một giấc mơ đối với tôi, một ngày nào đó sẽ là như thế. Tôi đang ở Manchester và tôi yêu MU. Tôi trân trọng mỗi ngày ở đội bóng này và sẽ cống hiến hết khả năng cho tới khi không còn thuộc về MU nữa." Man United vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè vô cùng khó khăn khi huấn luyện viên Solskjaer được cho là không thể mua về những cái tên như ý. Sự tích cực của Quỷ Đỏ chỉ đến ở ngày cuối cùng của phiên chợ, nhưng chính vì thế, đội bóng thành Manchester đã chỉ có được chữ ký của những cầu thủ khó có thể coi là bom tấn. Bởi vậy, mục tiêu giữ chân các trụ cột đang là nhiệm vụ hàng đầu mà MU hướng tới. Tuy nhiên, với phát biểu của Pogba, MU rõ ràng đang thực hiện điều này không tốt. Pogba khẳng định: "Không ai trao đổi với tôi bất cứ điều gì, tôi chưa nói chuyện với Erling Haaland. Chúng tôi chưa bao giờ nói về một thỏa thuận mới. Hiện tại, tôi đang ở Manchester và đang tập trung để lấy lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, tôi không thể biết tương lai của mình sẽ ở nơi đâu." Pogba sau khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đã vào sân thay người trong chiến thắng đậm 7-1 của Pháp trước Ukraine ở một trận giao hữu quốc tế. Trận đấu tiếp theo của Pogba ở ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đọ sức giữa MU và Newcastle. MU ra quyết định cuối cùng cho mục tiêu 45 triệu. Thông tin Quỷ Đỏ muốn chiêu mộ sao trẻ Watford đang rất nổi bật trong những ngày gần đây. Dù kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020 đã chính thức đóng cửa vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, tuy nhiên, các đội bóng tại Premier League vẫn còn cơ hội mang về những tân binh từ những câu lạc bộ chơi tại UEFA Championship trong vòng 8 ngày nữa. Hiện tại, nhiều đồn đoán cho rằng Manchester United đang có ý định thực hiện thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Imalasa từ Watford như một phương án thay thế cho Jadon Sancho, bởi ngôi sao chạy cánh người Anh đã không thể cập bến Old Trafford như dự kiến. Khả năng tạo đột biến nhờ tốc độ và sự khéo léo, cùng kinh nghiệm từng chơi ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, giúp cầu thủ sinh năm 1998 nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Theo MEN, họ từng gửi đến Watford lời đề nghị cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng, nhưng ngay lập tức bị từ chối, do đối tác yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên đến 45 triệu bảng. Mặc dù thời gian gần đây, The Hornets bắt đầu cởi mở hơn trong quá trình đàm phán, song MU cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ngừng theo đuổi xa bởi họ phải chốt đội hình tham dự Champions League vào thứ ba, nhưng đến thời điểm hiện tại, vấn đề thương thảo mua ngôi sao người Senegal vẫn chưa thể hoàn tất. Điều này đồng nghĩa với việc dù chiêu mộ thành công xa, MU cũng sẽ không có được sự phục vụ của anh tại đấu trường châu lục. Quỷ Đỏ đại chiến Liverpool vì quái thú. Theo ESPN, hai đội bóng đối địch tại ngoại hạng Anh đang có một cuộc chiến ngầm để giành trung vệ Dayot Upamecano của RB Leipzig. Cầu thủ này từng là món hàng hot trong mùa hè năm nay trước khi gia hạn với đội bóng chủ quản đến năm 2023. Điểm chung của MU và Liverpool là họ đều đang chật vật với hàng thủ của mình. Dù ngoại hạng Anh mới trôi qua được 4 vòng, cả hai ông lớn này đều để thủng lưới tới 11 bàn. Ở tuổi 21, Upamecano đã có tới 86 lần ra sân cho Leipzig tại Bundesliga. Trụ cột MU khiến đội bóng ngồi trên đống lửa. Dù cho loạt trận của các đội tuyển quốc gia chưa kết thúc, song mới nhất, một trụ cột MU vừa khiến đội bóng như ngồi trên đống lửa sau khi tập tĩnh rời sân. Cái tên đang được nhắc tới là Eric Bailly. Sau thất bại 1-6 cùng MU trước Tottenham, trung vệ này đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển bờ biển Nga. Mới nhất, ở trận giao hữu với Bỉ vào rạng sáng ngày 9 tháng 10, cầu thủ thuộc biên chế Quỷ Đỏ đã khiến fan hâm mộ MU cảm thấy vô cùng âu lo. Theo đó, Bailly gặp vấn đề về gân kheo và phải tập tĩnh rời sân vào phút 70 cuộc so tài nói trên. Hiện tại, chưa rõ tình hình chấn thương của cầu thủ này ra sao. Song, chứng kiến những gì diễn ra, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng như các fan hâm mộ Quỷ Đỏ đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Ở hai trận đấu gần nhất của MU tại ngoại hạng Anh, Bailly đều được sắp xếp đá chính bên cạnh Harry Maguire tại trung tâm hàng phòng ngự.
Dù cho Quỷ Đỏ đã thủng lưới tới 8 bàn sau các trận đấu ấy, song lối chơi lăn xả của cầu thủ này là một trong những điểm cộng nhỏ nhoi với tuyến phòng ngự của MU. Bailly là mẫu trung vệ luôn thi đấu hết mình trên sân cỏ, nhưng cũng bởi vì vậy mà anh thường xuyên dính các chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian dài. Điều đó khiến cầu thủ người bờ biển Nga hiếm khi nào có được phong độ tốt nhất để đóng góp cho câu lạc bộ. Lúc này, hàng phòng ngự MU vẫn đang để lại nỗi lo lớn đối với huấn luyện viên Solskjaer cũng như các fan hâm mộ. Trong trường hợp Bailly không thể sớm bình phục chấn thương, Lindelof sẽ thay thế cầu thủ này đá cặp với Maguire ở khoảng thời gian tới. Dù vậy, trung vệ người Thụy Điển cũng liên tục mắc những sai lầm đáng trách khiến Quỷ Đỏ không ít lần ôm hận. Phía trước MU là chặng đường vô cùng khó khăn bởi sau cuộc so tài với Newcastle tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, họ sẽ liên tiếp phải chạm trán PSG, Chelsea, RB Leipzig và Arsenal tại cả đấu trường châu Âu lẫn giải đấu quốc nội. Đây sẽ là những bài test thực sự cho tham vọng và sức mạnh của MU. Trước hết, họ cần tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận thua đậm 1-6 trước Tottenham vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Cavani ghi bàn chỉ kém Ronaldo và Messi trong 13 năm qua. Theo thống kê, tiền đạo tân binh Edinson Cavani của Manchester United sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ khi ra mắt Palermo vào tháng 3 năm 2007. Sau 13 năm thi đấu tại Serie A và League One, chân sút người Uruguay là Edinson Cavani đã ghi 250 bàn sau 413 lần ra sân. Trong thời gian trên, thành tích ghi bàn của Cavani tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chỉ kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Kể từ khi Cavani đến Palermo, Lionel Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 432 bàn sau 450 lần ra sân. Tất cả bàn thắng kể trên của Messi đều được ghi ở La Liga trong màu áo Barcelona. Xếp sau Messi là Ronaldo với 416 bàn sau 433 lần ra sân. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, La Liga và ở Serie A trong màu áo MU, Real lẫn Juventus. Có mặt tại vị trí thứ tư là Zlatan Ibrahimovic với 245 bàn sau 330 trận trong màu áo Juventus, Inter Milan, AC Milan 2 lần, PSG, Barcelona và Man United. Cách đây vài ngày, Cavani đã hoàn tất thủ tục gia nhập Man United. Cavani sẽ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford bằng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Anh sẽ nhận mức lương 200.000 bảng mỗi tuần. Chia sẻ sau khi hoàn tất việc chuyển đến Man United, Cavani cho biết: Man United là một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất trên thế giới. Vì vậy, thật vinh dự khi được ở đây. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian nghỉ và tôi cảm thấy háo hức được thi đấu và đại diện cho câu lạc bộ đáng kinh ngạc này. Tôi đã thi đấu trước sự cổ vũ của một số cổ động viên cuồng nhiệt nhất của bóng đá trong suốt sự nghiệp của mình và tôi biết rằng điều đó cũng sẽ diễn ra như vậy ở Manchester. Tôi nóng lòng được trải nghiệm bầu không khí Old Trafford khi các cổ động viên được trở lại sân. Tôi mong muốn được tiếp tục viết câu chuyện nhỏ của mình vào cuốn sách bóng đá và tôi biết đó là lý do tại sao sự tập trung của tôi vẫn như mọi khi, làm việc và làm việc. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với huấn luyện viên và điều này làm tăng mong muốn được mặc chiếc áo tuyệt đẹp này của tôi. Đặt Solskjaer trên đống lửa, MU chọn siêu huấn luyện viên ngồi ghế nóng Old Trafford. Một khi thành tích của Manchester United không được cải thiện, khả năng Ole Gunnar Solskjaer phải rời Old Trafford là rất lớn. Kể từ khi huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm lại vị thế của mình. Do đó, không ngạc nhiên khi có sự thay đổi liên tục và thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện viên của Man United. David Moyes sớm bị sa thải chỉ với một giải duy nhất không trọn vẹn. Louis van Gaal đạt FA Cup năm 2016 nhưng cũng chịu chung số phận. Riêng Jose Mourinho với chức vô địch Europa League cũng không thể cứu được sự nghiệp ở Old Trafford. Thời điểm này, Ole Gunnar Solskjaer đang nắm vai trò thuyền trưởng và đã thực hiện nhiều cuộc cải tổ định hình lại Man United. Dù vậy, Solskjaer đã bắt đầu cảm nhận được áp lực quá lớn khi Man United trong tay ông bị đánh giá là đội bóng nghèo nàn ý tưởng. Thường khi thi đấu với đội bóng lớn, Man United chủ yếu sử dụng miếng đánh phòng ngự chặt chẽ, chấp thời cơ phản công. Ngược lại, Man United gặp quá nhiều bế tắc, loay hoay khó tiếp cận khung thành khi đối đầu với những đội bóng nhỏ. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi ban lãnh đạo Man United đã sớm cân nhắc cái tên thay thế Solskjaer. Theo nhà báo Duncan Gaslett, Man United đã liên tục liên hệ Mauricio Pochettino từ nhiều năm qua để tìm kiếm một thỏa thuận hợp đồng trong tương lai. Cụ thể, Duncan Gaslett khẳng định, Man United đã quan tâm đến việc thuê Mauricio Pochettino từ nhiều năm nay. Ông ấy là người mà họ đã liên hệ trước cả khi Jose Mourinho tới. Đã có những cuộc nói chuyện sau đó. Và rồi, những người thân thiết với Pochettino cũng mong muốn ông ấy sẽ được mời làm việc để thay Solskjaer.
Như vậy, Pochettino đã lọt vào tầm ngắm của Man United và nếu Solskjaer không có được thành tích tốt thời gian tới, khả năng ông phải ra đi để nhường chỗ cho Pochettino là rất cao. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!